Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì Dũng hay em quay trở lại với anh em về chiếc xe Jupiter đây. Thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ những vấn đề liên quan về chiếc xe Jupiter nha. Ok, thì có những video trước á, thì để tiếp nối những video trước á, Dũng đã chia sẻ một số anh em về cái phần nhận biết bố thắng khi nào anh em nên thay, và cái phần là nhận biết khi nào vỏ xe chúng ta nên thay. Thì Dũng cũng đã cho anh em biết một số cái dấu hiệu rồi. Thì hôm nay để tiếp nối là cái phần là khi mà anh em thay xong cái phần bố và phần vỏ xe, thì anh em cái hiện tượng nó sẽ như thế nào, và một số cái dấu hiệu chúng ta biết là chúng ta xài cái đó nó mới so với cũ như thế nào. Thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ cho anh em về cái phần là Dũng đã vừa thay những cái bộ phận là bố thắng và vỏ xe. Thì để Dũng chia sẻ với anh em là mình thay ở đâu, và mình một số cái kinh nghiệm mà Dũng đã từng thay. Ok, thì mời anh em vào video này. Ok, cho anh em coi cái phần là mình vừa thay cái phần là vỏ xe trước nha. Vỏ xe trước lúc trước, video trước mình đã chia sẻ anh em về phần vỏ xe trước, mình đã thay xong, và mình đã lựa chọn thay ở đâu, và nó hiện tượng khi mà thay mới thì nó sẽ như thế nào. Thì mình sẽ quay luôn cho anh em coi luôn nha. Ok, xe trước thì mình vẫn thay cái phần vỏ zin của lúc ban đầu mình mua xe luôn nha anh em. Thì anh em thấy cái phần gai và những cái thứ khác thì nó tương tự như cái vỏ zin. Và anh em thấy đây mới thay luôn, chưa nóng hổi luôn, chưa được nửa tiếng đồng hồ luôn. Thì anh em thấy nè, đây là cái phần vỏ mới và vỏ zin. Thì anh em sẽ thấy những cái dấu hiệu như là gai, cái gai gió nè, anh em cố gắng anh em giật ra luôn nè. Giật ra như thế này nó cũng không có đứt. Đó là cho thấy cái dấu hiệu đây là cái phần cao su mới, và vỏ này rồi vỏ mới đó. Thì anh em thấy, và thêm một cái mùi đặc trưng, đó là mùi đặc trưng của cao su mới luôn nha anh em. Thì khi nào chúng ta thay thì chúng ta sẽ ngửi thấy cái mùi cao su mới, thì lúc đó anh em sẽ cảm nhận. Và mình thay cái phần vỏ zin luôn, còn cái phần vỏ sau thì mình vẫn sử dụng cái vỏ của hãng Honda nha. Thì mình chơi không có đồng bộ, vì lý do là mình muốn test trong tất cả các loại vỏ giữa hãng này và hãng kia luôn, nên mình mới sử dụng hai loại vỏ khác nhau để mình test thôi. Thì anh em biết á, thì đây là một số gai gió, mình cố gắng mình giật hết ga luôn nè, nhưng mà nó cũng không đứt. Đó là cái yếu tố về cái vỏ mới thay, cái vỏ mới cao su mới. Ok, và thêm một cái yếu tố thứ hai nữa đó. Yếu tố thứ hai là anh em quan trọng cái phần đó là phần thông số nè. Những cái thông số thì nó tương tự như cái vỏ zin. Đây, thông số, và mình coi cho anh em coi cái thông số này mới quan trọng nè. Đây là cái thông số 5 nè. Đây, 49 nè, anh em thấy nè. Đây là phần 49 2019, có nghĩa là tầng 49 năm 2019. Thì anh em thấy nó tương tự, nay mình mới có tháng 3 tháng 4 của 2019 thôi, 2020 thôi. Thì anh em thấy nó nằm trong khoảng tầng 49. Thì anh em thấy cao su vẫn còn ok, nó không có bị tồn kho nha, và mình xài được. Đó, đây là một số cái vỏ mà nè, vỏ mới ra. Đây là cái phần vỏ mới thay cho anh em coi luôn nè. Ok chưa? Đó là phần vỏ mới thay. Còn số cái đặc điểm phân biệt vỏ mới và vỏ cũ cho anh em coi. Anh em tiếp theo cho anh em coi luôn á. Đó là phần bố thắng, mình cũng vừa thay luôn được chứ cái phần cái vỏ luôn. Và anh em thấy khi mà thay xong thì những cái dấu hiệu để anh em biết cái bố thắng chúng ta mới so với cái bố thắng cũ, đó là mình đã chia sẻ anh em về cái phần đây, phần cái máu đây nè, thì nó đã lòi lông hài hết luôn rồi. Đây là cho biết đây là cái mới vừa thay cái bố thắng mới luôn nha anh em. Đây là cái mí đây, cái video trước là anh em thấy nó lòi vô cả phân máy, hơn một lóng tay lận. Và thêm một cái dấu hiệu nữa, đó là cái phần mũi tên đây. Đây là phần mũi tên luôn cho anh em đây. Thì nó đã không có chỉ ngay cái dấu tham khảo nè. Đó. Và nếu mà anh em khi mà anh em đạp thắng xong á thì mũi tên nó không có trùng với dấu tham khảo là bố thắng chúng ta đã mới nha anh em. Thì anh em thấy khi mà thay mới thì tất cả những cái dấu hiệu cho anh em thấy nó phân biệt giữa bố thắng chúng ta đã cũ. Đó, và bố thắng chúng ta khi thay mới thì nó sẽ có hai cái khác nhau đây. Mình đạp thắng luôn cho anh em coi. Đây cái này mà khi mà mình đạp thắng thì anh em coi nó cái phần giống mũi tên nó di chuyển đó. Đó, anh em thấy chưa? Ok thì nãy giờ mình đã chia sẻ với anh em hai cái phần về cái thay cái vỏ xe,
là cái vỏ xe mới nó khác với vỏ xe cũ nó như thế nào, một số cái dấu hiệu để anh em coi cái vỏ xe chúng ta đã mua đã tốt và nó có những cái đặc điểm nó khác cái vỏ xe cũ mà anh em nên thay để anh em để ý. Và phần thứ hai đó là phần cái bố, khi mà anh em thay cái bố thì những cái dấu hiệu và những cái hiện tượng nó sẽ khác cái bố cũ nó như thế nào và nó còn mới như thế nào, thì mình đã chia sẻ một số cái điểm mà anh em lưu ý. Thì đó là cái một số cái đặc điểm thì mình muốn chia sẻ cho anh em biết để mình biết phân biệt cái nào khi nào chúng ta nên thay rồi và thay mới thì nó như thế nào. Thì thêm một phần mình muốn lưu ý anh em á, đó là anh em nên thay ở ngoài tiệm em sửa xe bình thường hay là anh em vô hãng, thì thay ở đâu thì mình cũng chia sẻ kinh nghiệm cá nhân thôi, chứ anh em muốn thay đâu thay anh em thay, mình không có gọi là không có điều khiển được vấn đề đó. Nhưng mà mình thay có kinh nghiệm một số cái lúc trước mình đã từng thay ở ngoài tiệm về cái bố và cái vỏ, và mình cũng đã thay ở hãng. Thì sau khi mình thay hai chỗ hai cái khác nhau thì mình đã rút ra một số cái kinh nghiệm, đó là ở trong hãng thì thường là cái đồ nó hơi mới hơn anh em. Thường cái đồ mình mua ở ngoài á, mình đem vô tiệm ở ngoài mình thay thì thường cái đồ nó tồn kho nhiều hơn là cái trong hãng, vì trong hãng có thể là đồ đạc nó luân chuyển nhiều hơn thì nó sẽ không có dạng tồn kho, đồ nó luôn mới. Thì mình thấy cái đó luôn mới đó, mình thấy luôn cái vỏ luôn cho anh em coi đó, thì nó chỉ là năm này năm kia xê xích với nhau, không có vụ 2-3 năm. Thì đó là một số cái kinh nghiệm cá nhân của mình thôi nha. Ok, thì anh em cảm thấy khi nào muốn thay ở đâu thì thay tùy anh em. Ok thì ok, thì mình làm video ngắn gọn như vậy thôi để mình chia sẻ anh em về cái phần giữa mới và cũ nó khác nhau thì như thế nào, và một số cái kinh nghiệm cá nhân của mình về phần thay phụ tùng cũng như là thay bố và thay cái vỏ để cho anh em cảm thấy tham khảo. Thì anh em cứ tùy điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người mà anh em sử dụng để mua những cái đồ nó thích hợp, anh em xài lâu dài hơn nha. Ok thì video của Dũng tạm dừng tại đây. Thì anh em cảm thấy video này hay và có giá trị cho anh em thì anh em có thể nhấn like, và anh em chưa đăng ký thì cứ đăng ký nha. Anh em nào có những cái ý kiến khác thì anh em comment cho mình biết. Ok, xin chào anh em, hẹn em trong những video tiếp theo. Xin chào.